Chào các bạn nha. Bạn ơi, là các bạn mình đứng đây nó bị lúng rồi các bạn ơi. Lúng các bạn ơi. Các bạn ơi, các bạn à, mình bị lúng các bạn ơi. Lúng các bạn ơi. Mọi người thấy mình đứng ở đây cái cảnh đẹp không? Cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Đẹp tuyệt vời luôn đó cả nhà ơi. Đẹp tuyệt vời ông mặt trời luôn. Tuyệt vời ông mặt trời luôn. Còn Ben lúc này nó dùng từ gà à, anh hay gà quá à. Nó dùng cái từ gà vải như dở nó dùng từ gà. Coi mấy cái game á, mười bốn giờ năm mươi mốt phút, 14:51 chưa. Chưa được 3 giờ mọi người ơi. Mày quay được 2-3 cái áo nữa, 2-3 cái clip nữa. 4:15 mình thôi đi, 4:10 thôi đi. Cuối cùng là lột luôn, lột trần ra luôn. Cuối cùng chiều mát rồi còn 2-3 clip nữa lột trần ra luôn. Trần chuồng ra luôn. Bay quá quá. Không. Không hề. Không hề mọi người ơi. Không hề. Tóc con lúc này còn có chút xíu rồi trời. Tóc đó, cầm lên còn có nhí nhí hả. Đụng. Vậy chứ bà làm sao cho đừng đụng. Là như thế đó. Có buồn không luôn. Theo bà này, mấy bà này có bị sạm không? Có tiếc nuối từ sáng giờ không? Hả? Đi theo có tiếc nuối gì không? Biết vậy tôi không có đi theo cho mệt. Theo cũng không có gì để ăn hết. Rồi đi đâu cũng không có gì để ăn hết. Mà lại chạy theo mệt nên tôi biết ở nhà cho khỏe. Có gì đâu nó. Tiêu nữa rồi, chạy rồi nãy sọc sọc gì đói nữa rồi. Ngủ đi, ngủ dắt đi, hồi giờ nào về ta kêu. Cũng không biết luôn. Thì mời cứ đi bình thường đi. Bà Tám cứ đi bình thường đi. Có gì thì con đi theo. Còn không có gì con ở nhà. Thì bà cứ đi bình thường đi.
hương hả? Cây nào ngon ngon ngồi đừng mỏi mới được. Giờ mới có cây nào im không? Giờ thứ có cây nào im không? Bữa đó rồi hả? Hôm nay mình quay trên không có rồi nó không có nói gì chắc được nữa. Nó mấy bà này cũng khỉ quá. Trời dưới đất có quay hết thì bà bơi lên cây bà ngồi bà quay luôn. Miễn có cái cảnh cho mày thôi, tao ngồi đâu tao ngồi. Miễn có cái cảnh cho mày thôi, tao ngồi đâu tao ngồi kỹ cha tao. Cái này độc lạ luôn chứ không có đẹp. Đâu có ai đâu, khỉ chèo lên cây ngồi. Có mình ở đây thôi. Mình là độc lạ. Ơi mơi cứ đi bình thường đi, chiều nay mơi sáng mơi điện hồi được bữa nào thì ra bữa đó, còn không được thì tới thứ bảy ra. Thứ bảy chủ nhật gì đó đi luôn cho nó suôn sẻ nguyên tuần chứ. Buổi chiều buổi sáng cũng đi bình thường luôn. Ừ ha, quên đó, bên buổi chiều đâu có hẹn được thứ bảy. Bởi vậy quên. Một là phải hẹn tới chủ nhật luôn. Bởi nãy quên cái thứ bảy để banh. Vậy là phải hẹn tới chủ nhật. Chủ nhật xong công chuyện thì con ra, còn không xong rồi thứ hai con ra. Bởi vậy bỏ đi xe đạp thì không được, đường ra đường đó xe cộ không à. Vừa xa mà vừa xe nữa, xe bự không mà xe tải chạy thì nhiều. Dạ chạy vô ra cây xăng đó là ôm trái rồi quẹo lên rồi qua hai cây cầu. Từ Bình Tiên ra tới cây xăng là dữ lắm, xa rồi. Cũ cả đời. Cái thằng đó số nó cũng hên đó, hồi đó nó té xong biết bao nhiêu lần mà tám. Ừ. Té dữ lắm, té luôn, té mương, té này té kia. Cái mương ngay chân chỗ ông bập, chỗ cây cầu ông đập bà đó. Rồi một hai lần chỗ đó đó. Rồi ngay bóng đập ở ngoài cây dừa lửa ở ngoài đường nữa. Thì chơi ta chơi hồi là té. Vừa kia ở ngoài đường thì con kéo tàu dừa. Kéo tàu dừa cái nó đứng ngay chân chỗ cái trụ đá đó,
nó kéo qua nó, cái nó né né làm sao không biết, lọt ủm văng là còng còng xuống dưới mương á, mà có cái mấy cái cục đá nằm dài gì đó mà hôm nay không có trúng, mà xuống mương luôn bò gì nữa, xuống đó là chơi với nhỏ rồi, nhảy xuống ẩm nó cũng nằm dạng giữa sông rồi. Chào mọi người, mọi người thấy có ngộ lắm không, quay tuốt ở trên mặt trời nè. Không, bà Tám kêu là làm liền thấy không, quay trên nhìn thấu xuống dưới đất, bà Tám quay trên đây mà nhìn thấu xuống đất ấy. Mọi người ơi, mọi người nhìn cái cảnh này nó có độc lạ không? Vừa độc vừa lạ nha cả nhà. Mình giấc này là mình ở trên không á mọi người, cách mặt đất khoảng 2-3 km. 2-3 km là tới mấy cây số luôn hả Tâm? 2-3 km là tới mấy cây số luôn hả? Nói 2-3 thước cũng nói nó 2-3 km. Bởi vậy này mình ở khoảng khoảng 2 thước, mình cách mặt đất khoảng 2 thước. Lạ quá mọi người ơi, thấy xe chạy luôn, nhìn xuống quay ra là ngang mặt đường. Đồ đẹp chưa, đã về 2 chiếc xe rồi đó. Đâu chứ vô chứ ngồi không biết được không à, không có chỗ ngồi, sợ nó không có chỗ chỗ chân. Đi vòng vòng cái vườn nhãn này 2 màu áo được luôn. Cái gì? Có chủ đá hay gì mà biết, có chủ đá hay có gì mà nhìn biết của người khác, khi ta trồng sao à. Ừ, vậy là vườn nhãn nó đang 2 trái là nhiều dữ tợn vậy đó. Ừ, vậy là cái vườn nhãn cũng bự quá trời chứ. Đây nhãn lùng bự hơn, kia nhãn lùng hơn.
tự nhiên lên đây ngồi ngay chân cái nắng mặt trời dội vô cái mặt. Đời là như thế đó, có ai hiểu cho. Nhìn giống tưởng được con gà chết, nhìn giống con gà chết nằm. Mấy cái gì không biết, nó nằm một đống đen thường, nó xám xám đỏ đỏ giống như gà nâu nâu. Thôi, có con gì bu nữa kìa, phải không mới hay là chi? Ừ, bờ túc bên đây nữa nha. Tại sao bị chết giữa đường đi vậy con? Tại sao con chết? Tại sao con chết mà con không sống? Tại sao con khóc? Vì sao con khóc? Vì sao con chết? Nhà này chủ nhà đâu không thấy ta? Chủ nhà nó mất tiêu nãy giờ không thấy. Ừ. Cái bà đó bà thấy, bà thấy con khỉ. Nó nhỏ gì đâu mà tối nãy giờ thấy nó trèo cây không? Bẻ củi chụm nha mọi người, củi khô hết trơn rồi mọi người. Nhánh này mà nãy mình vịn lên chứ mình gãy mình té lắm mọi người. Nhóc hết trơn nè. Qua đây bà ôm về đi. Tình ta gian dở như gì quên mẹ đó rồi. Nhặt tào lao. chế tào lao không? Chế là toàn là chế tào lao không đó. À, nó muốn bệnh, nó muốn si gì mà cái lỗ mũi nó nhảy mũi xong rồi nó muốn chảy nước mũi hết trơn. Madeline Monte. Bòn, bòn ơi bòn. Vô định làm cái gì không hiểu. Vô thăm dò gì mà ở trong vườn ta. Ngói này ngói giả Tám ơi. Ngói này màu bằng ton. Ừ. Con khoái cắt nhà cái nóc kiểu vậy nè Tám. Nóc xui vậy đó. Cái dạng nóc xui này là dạng dùng ngoài cắt nè. Nóc xui này hình như dùng ngoài cắt nè phải không? Nhà này quá trời bự luôn.
Nhà này mà đàn ông mà làm biến là coi như nhà như chuồng heo luôn. Nhà chắc cũng mấy phòng à. Chào tạm biệt. Xin chào các bạn nhé. Chào cả nhà. Mình cũng vẫn ngồi đây, mình không có xuống nha mọi người. Mình quay lại cái hướng khác nha mọi người. Mọi người thấy cảnh có đẹp lắm không? Độc và lạ đây. Lạ và độc đây. Mọi người ơi, cầm cái này mỏi tay chắc chết quá. Cảnh trên cây nhìn nó đẹp. Hủ lô. Hủ lô xin chào. Đời là như thế đó, có ai hiểu tôi. Đây hồi phóng đây tự tử. Không như hận. Sứ hận miên miên vô tiệt kỳ. Đọc thơ mà không nên, người ta đang đọc thơ mà. Milo. Ừ. Em ru hả? Đất lành chim mới đậu. Mày đất không có lành. Milo. Cơ nó buồn ngủ mà nó nhướng mắt. Nó ngủ rồi bà Tám. Nó ngủ rồi kêu nó không thèm nhúc nhích, nó nhướng mắt nên nó dòm nó sụp xuống nữa. Dịu hết rồi. Thấy mấy bà nó ở trên cây không mà chắc ăn rồi ngủ đi. Rồi là như thế đó. Bắt con gà này bằng thịt nhổ lông xé phai đi luôn. Chiều buồn nghiêng nắng. Mình quán ở trên cây mình toa. Ca không có ra cái gì hết trơn á. Ca không có bản nào với bản nào chứ. Đúng là ca nhạc tàu thiệt. Không ra không định la mà ra không thấy mắc cười không khỏi la luôn. La không nổi luôn. Ra mắc cười cười ngất la không nổi luôn. Tại sao mấy bà lên cây của tôi, mấy bà ngồi với bà nói chuyện xàm gì vậy? Bà làm tôi ngủ không được. Người ta không thích chứ tài gì đâu. Ngu quá. T
tình là như thế. Có bà nói quen, bà kêu bà cái bà làm ngơ, bà kêu bà cái bà lãng. Tự nhiên kêu không nói được trơn, cái gì á, bà nói gì á. Cái gì quay không có quay dòm luôn. Dòm cái thấy thấy vậy cái thôi. Nó bà ngơ dữ không. Vợ ai? Không. Tư nhành với năm nhành. Em của vợ tư nhành. Bà nói tôi năm nhành con đâu có biết. Rồi là như thế, hai thằng đó nó thấy mình nó dòm dữ. Người ta chụp hình kìa, nó nói rồi người ta chụp hình kìa. Người ta chụp khỉ. Thấy con khúc không? Người ta quay quay người ta lên cây người ta chụp khỉ kìa, chụp hình khỉ kìa. Nhìn nó mới ngầu. Ôi, cái này nữa ba phải không ta? Tự nhiên cứ đi giữa giữa không à, đi khúc một khúc, bên mai đi tiếp cái hướng là sáng mình đi đó, ngày mai dắt sáng nó mát, mình quay khúc đó buổi chiều mình qua vườn nhãn. Khúc buổi sáng mình đi từ sáng giờ đó, một chút nữa chứ quay cũng được buổi sáng rồi bà. Từ đó lại cầu cũng xa chứ. Buổi sáng nó mát rượi à. Nó đâu? Mát không á. Buổi sáng còn đi mát không quên để ý nữa. Về từ cầu ngoài đi vô, từ cái đường, từ cái cua đi lên đó. Bên cạnh bên đó để đi suốt một ngày. Người ta cho không mới quan trọng chứ được sớm được. Đó.
Còn mấy người mới qua sông kìa, đi dài chấm. Mới qua sông mà đi dài vô. Mắc rưỡi đó. Giờ bữa khác đi quậy chứ ra. Chào tạm biệt cả nhà nha. Chào các bạn. Chào các bạn gần xa. Thôi đừng có sủa. Sủa làm gì? Sủa làm chi? Đây là những cây mồng gà nha cả nhà. Bông đẹp thiệt là đẹp luôn nè. Xa quá cho nên không thấy hả mọi người. Xa quá cho nên mọi người không thấy. Đời là như thế đó, có ai hiểu cho. Ba xây qua đây ba là sáu là đủ luôn. Đừng có sủa. Bà kêu ra đó. Mày leo lên cây nè. Không có leo hoài cây nhóc hết trơn. Yêu yêu hiếu mà yêu hiếu sắc hiếu. Sủa thấy sợ hả? Kêu rồi, kêu rồi, quay lại dòm đấy. Ui ui ui, biết kêu người rồi, biết tên gì đâu kêu. Mệt không chó? Chó ơi mày mệt không? Gì luôn, không có điểm nóng. Hãy thử chìa khóa quặng năng. Tây 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 tây. Hả? Bà đó bắt khỉ dữ khóa cũng dữ chứ. Con chó nó mệt rồi đó ta. Nó sủa hồi nãy giờ nó mệt rồi. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Nhà này gà vô nó ỉa đã luôn.
Tình là tình, nhiều khi không mà có. Tình là tình, nhiều lúc có như không. Tình cho đi cho nhiều, chứ thật nhiều chẳng chưa hề cho. Mọi người ơi, mọi người à, có ai trả lời không? Toàn không ai trả lời hết trơn. Đời là như thế, tình là như thế. Màu xanh nó cực kỳ, nó đẹp luôn á, nó đẹp làm sao á. Qua phía bên đây nè, bên đây chưa quay nữa, đứng bên đó hoài. Chịu hết nổi rồi hả, nhảy xuống hả? Chạy đi đâu á? Mọi người ơi, là mọi người ơi, đời là như thế. Quơi gà chết nhóc hết trơn rồi, tám đây nữa là tám chết đi, con gà chà bá với mương nữa nè. Vậy là ông chủ này ông nuôi gà chết nhiêu chết, còn nhiêu còn ông không biết đâu. Lu ơi Lu, bị đâu hoài Lu. Này cái mấy hết trơn rồi. Gà có cái gử, cái gử hết rồi. Ông bán rồi, mình vô mình bắt mình bán đi. Vô kiếm lúa, cái bội giải vô cho nó ăn giật. Người có ai la nó tại chủ nhà này không có bán để chết trơn thôi, tôi bắt tôi bán để em thôi chết uổng. Nó chết uổng mọi người ơi. Mai mà ngồi nãy giờ đây nó không có bị thúi ha. Thúi chắc chịu không nổi đâu. Rồi đeo rồi đó. Cũng may là mình ghé sớm, mình ghé trễ chắc mình hửi đã. Dội ra thì nó uổng. Hết pin thì sạc pin.
bên thì sạc mọi người ơi. Mà trong kia mình đi lỡ lỡ mình bỏ chốc hết trơn hả? Chưa tới nữa. Mọi người nha. Chào cả nhà. Chào các bạn gần xa. Chào bà con cô bác. Mọi người ơi là mọi người ơi. Mình chỉ lấy được cái chốt đó thôi nha. Rồi mình lấy vô đây nữa nha. Đời là buồn khổ thế kia. Đây là trái giác nha mọi người. Đây có một dây giác nè mọi người. Mình hái dây giác nha mọi người nha. Đây là cái trái này là người ta nấu canh chua ăn nè cả nhà. Dây giác nó canh chua cả nhà ơi. Bà đâu rồi bà Tâm? Đây là một cái bông nha mọi người. Bông này là bông mồng gà nha mọi người. Mồng gà. Đẹp không nào? Có đẹp không nào mọi người ơi? Tình là tình nhiều khi không mà có tình là tình. Ủa bà Tám mất tiêu rồi ta. Tự nhiên cái biến mất tiêu hà. Giấy bịch 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 bịch. Mọi người ơi là mọi người ơi, cái bông này mà trồng cái gì mà cháu có trơn. Nó chỗ bông thì đẹp tuyệt vời, nhưng mà có một cái là nó không có đẹp. Ba giờ hai mươi mấy 30 phút rồi. 3 giờ 36 phút rồi. Ba mươi sáu như là 42 là còn 2 clip nữa là tới 22 là 62. Cái này nó 4 nè. Nó mưa đủ thêm cái nữa hả? Hôm qua thêm cái hay hai? Y như hôm qua luôn. Ủa hôm qua bà 29 con 30 hả? Ủa hôm qua 30 hay 31? Ừ. Hôm qua 30. Đúng rồi, hôm qua con 30.
này nó mới năm hà. Cái này nó hình như mới năm hay gì hà. Dòm ngó cái gì vậy, ngang nhà người ta mà dòm ngó chỉ cho. Đời buồn khó quá chừng đây. Tây 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 tây. Tì 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 tì. Răng rồi tám phải không? Mới nghe gì? Cốc nghiến răng. Cốc nghiến răng là sắp sửa mưa phải không? Con chó sủa nãy giờ nó cũng giống giống như con Milu của ta. Con chó mà nãy giờ nó sủa nó cũng giống như con Milu á. Nó cũng màu đen mà nó cũng có đốm trắng mấy chân nữa. Rồi hai con nãy giờ nó gặp nhau nó không có sủa nữa. Sủa mệt rồi phải không? Sủa mệt rồi cho nên không sủa nữa. Rồi con Lu hồi nãy giờ gì nó làm gì mà nó lạng lạng bên đó hoài không biết. Đi kiếm ai vậy mấy anh? Mấy anh đi kiếm ai vậy? Có mấy em đây nè. Trời ơi, bởi xa cơ giữa chiến trường thọ tiễn nên võ đông sơ đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Hay không bà Tám? Hay giống cái gì? Ô, có con bẹp bẹp bao cái dèo kìa. Ca nhạc gì mà đọc kinh á chứ ca nhạc cái gì. Lên câu giọng cổ y thì gõ mỏ tụng kinh á. Gõ mỏ cốc 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 cốc. Beng 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 beng. Nấu chè đậu đen. Cốc cốc bên bên nấu chè đậu đen.
cốc cốc bang bang nấu chè đậu đen. Có ai ăn chè đậu đen không? Hả? Thèm chè đậu đen. Mời mua chè đậu đen ăn. Mời mua một ly chè đậu đen thêm theo ăn. Ăn đậu đen cho nó đen tóc. Ăn đậu trắng nó trắng luôn tóc à. Cúng dặm có ai cúng chè đậu đen không ta? Tưởng đâu có ai cúng rồi tới bữa đó nấu cúng ăn luôn. Vậy thôi cúng trái cây cho tiện. Dầm là ngay bữa mấy ta? Bữa nay mùng 3 hả? Mùng 3 là thứ tư. Còn 12 ngày nữa chứ xa cái gì? 12 ngày nữa thì 2 tuần nữa. Hết tuần này. Thứ tư. Thứ tư tuần này tới thứ tư tuần sau là một tuần, thứ tư tuần sau nữa là 2 tuần. Rồi tới thứ hai. Bữa đó có tiền rồi. Thứ hai là ngay bữa có tiền luôn. Chào các bạn gần xa, ở đây con nữa nè. Chào bá lửa luôn. Bá lửa luôn. Lửa. Bá lửa chợt cái đi luôn. Bước cái đi. Bước cái nó chợt cái ụp cái mặt xuống đó. Hồi nãy giờ cả tiếng đồng hồ không uống miếng nước nào hết trơn đó mọi người. Mọi người thấy mình có gân không? Thấy mình có bị gân cổ không? Thì không ai ở nhà nó mới sủa. Tì 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 tì. Con ước gì con trồng được mấy cây bông đó đằng chân con trồng hoài nó không lớn. Nó không có chỗ bông. Không dưới đường á Thanh. Không dưới đường á. Không thiên điểu á. Không có chân đẹp. Nhiều đó là chân đường bình nè. Ủa con thấy bà Tám hả ta? Chết mẹ. Nhìn thấy bà và say qua. Say qua cái nó bị sụp. Say qua cái nó bị sụp hầm. Sụp hố. Cốc bấm nghiến răng. Nghiến là kẹo kẹo á. Đứng rồi gìn bé đủ chưa nữa. Ủa bà đủ rồi sao bà lột áo vậy? Cô lột nãy giờ hả? Dân hồi nữa giờ thêm bà lấy gì mà mặc? Đây là bà lột chằn trước con hả? Lượt mày đó. Mày cái áo đang mặc đó tao lột vậy nè. Thì bà lột chằn trước con rồi, con chưa lột mà. Ừ. Tao có ba cái à. Tại nãy tao tính đi ra tao lấy áo mày kêu thôi lột cho luôn đi cho mày mát rồi. Trong đây lột chằn luôn được rồi. Ừ. Lột nè. Cái này nó đủ rồi, cái sau là bà con lột chằn nữa nè.
cái này 48 rồi đó. 48 rồi, 48 mà cái này mới có 3 phút à. 48 rồi tới 7 phút 55. 55. 55 tới 4 giờ 5. 45 tới 4 giờ 15. Là hai cái nữa 4 giờ 15. Đứng chỗ xây nha, chứ đi là có thời gian chịu. Cái này là 49 là cũng như 50 rồi nè. Thì con tính tới 55 đó. 50 là... mười đi cũng được. Nhưng mà thêm cái nữa là tới 4 giờ 10. Cái này nữa là đủ luôn á. Cái này nó là cái nó đây đó. 4 giờ 10 thì được 31 cái hả? Chích một cái. Bà nghĩ cái bà mắc 5.000 gữ nè. Rồi còn mắc thêm cái mấy cái kia 2.000 nữa không? Rồi như 6.000 gữ rồi. Nghĩ cái mắc 6.000 gữ. 6.000 gữ là ăn được buổi sáng đó. Ăn được ổ bánh mì đó. Bữa nào mày mua cũng nhiều hơn tao, tao mua ít hơn mày là tao trừ ra đó. Tì 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 thì bù qua đắp lại tay nhịn ăn. Nhịn cái kia đi ăn cái này hả? Ừ đó ăn bù qua sắp lại vậy thôi. Đủ không? Mỗi khẩu vị nó ngon khác nhau hả? Ngoài cũng có lớn gì đâu mà. Mọi người ơi là mọi người ơi. Chắc nó ghép gì vậy? Sữa khế. Khế sữa. Cây gì, cây đẹp gì trong chậu à? Phường Vi đứng dưới gió không, đó là dưới gió. Nuôi gà không biết ăn thịt mà không biết bán luôn, để cho chết nằm dài nhóc ở trên. Bên cốc là cậu ông trời, hỏi ai đánh cốc là trời đánh cho. Người ta không có đánh mà ta cắt cổ không à. Lột cái áo này ra chuẩn bị đang lột cái kia, chứ nãy giờ buộc ngang không à. Buộc ngang. Buộc ngang eo ếch. Đủ rồi, đủ nhật á. Đủ nhật. Đủ nhật ăn nó không có ngọt gắt. Trái đó bà. Nó không có giống như trái của mình, nó khác đó, bà thấy không? Nó tròn tròn cái ngay cái giữa bụng của đít, nó nhọn ra trên đầu nó tóp vô. Còn đủ mình á thì nó suông dài xuống. Nó tròn, nếu đủ tròn nó tròn kiểu kia chứ không phải tròn kiểu này. Nó ngọt ít thì chứ nó không ngọt nhiều như đủ mình. Nó ngọt 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 lợ. Nó gắt, nó không có gắt quá. Canh hay trong gói? Năm ừ.
xong đủ mình đó. Đủ đó, đủ Việt Nam. Kia đủ Mỹ. Kia chỗ nào có thấy đâu. Cây đó cây Việt Nam. Đó, cây Việt Nam nó tròn, nó khác bà không? Nó tròn từ trên, tròn dài xuống. Còn cái đó, cái trái đó nó tròn, nó bầu ngay trên giữa đó. Nó tròn lụi ngay trên giữa mà ở trên nó tóp lên. Nó không có tròn hết trái. Tại vì nó xa cho nên ăn trộm phải không? Chứ không phải là ở đây. Ở xa cho nên mới hái ở đây chứ không phải là ăn trộm. Nhà mình có, tại mình đi xa quá mình làm biếng. Thì cây giờ mua mất tiền hả mẹ, mấy chục ngàn cây. Nó vậy là nó vậy luôn mà nó hết tốt rồi, trồng lại nó đất mới tốt không tốt nữa, nó tốt rồi. Của người ta tốt rồi, tốt từ đầu luôn. Không, mà bước ra một nhánh mà trồng lại đất mới nó không khác, lá nó sượng rồi. Ngoài bà Năm kìa, bà về của chỗ khác nó cũng vậy. Không biết nó tốt không, mà thấy bà cũng sang qua chỗ khác nó cũng không tốt. Bà Hạ Thổ nó cũng vậy. Còn ở ngoài bà Tấm Nai đó, bà bán đó, bà thấy tốt mịt trời không? Hỏi thằng chậu vậy cũng mấy chục ngàn đó. Chào các bạn. Từ sáng giờ mình mới được ánh sáng của mặt trời tự nhiên đó mọi người. Sáng giờ toàn là tối hù không à. Ở trong có cái cầu tiêu đi bằng cái cầu tiêu, trời mưa khó sợ ướt. Trồng chanh trồng hạnh dữ ha. Hạnh trong đây nè, ngoài chanh trồng hạnh. Rồi te. Nó đi tới thì nó sủa luôn. Nó rượt tới ổ nó sủa luôn. Chôm có, nhãn có, măng cầu có. Mít có, vú sữa có. Cái gì cũng có.
chợ mua gì ăn tám. Bầu luộc thịt chiên. Mới đây xong rồi nó lẹ dữ vậy. Bước vô đó rồi. Con thấy định lũi vô đó ngồi. Lũi vô đó ngồi chắc chết luôn. Bước vô cái đôi dép nó mà gớm. Nhà cũng dài quá mà không ai ở luôn kìa. Cái nhãn, cái nhãn chỗ tắm ngồi có con chùm kìa, chín rồi kìa. Lông. Nằm ngay đường đi nhìn lên luôn á. Hái gì tới. Còn cây đằng này thì được trái. Hai trái. Hư luôn, cuối chết luôn cây đó. Là che không không? Che lai. Mấy con chắc đá. Nó mà dám động tới luôn. Ăn bánh mì hình như nó nóng không ta? Nó khô cổ, nó không khô mà thở ra khói. Thở đốt thịt nóng lỗ mũi. Đi con đường nào cũng lỡ lỡ rồi bỏ. Đường với cô Bảy cũng bỏ lỡ. Nữa cái gì à. Rồi đi qua xuống đi vòng ra ngoài ở bên tám đó. Cũng lỡ lỡ chưa có hết đường nữa cái gì à. Mấy cái con gà sao đuôi nó vảnh không ta?
công. Gà tre ăn ngon, thịt ngon hơn gà tàu, gà nồi dai hơn, dai hơn. Dai hơn. Chung là ăn nó ngon hơn đó. Ừ, đồ ăn ngon hơn. Cái ly vô, cái ly ra. Giường này lớn không? Giường này mới vô bữa nữa được luôn. Mới đi mấy giờ ta? Rồi có tới 3 giờ mình rước mấy nhỏ về mưa cũng được nữa. Chứ đừng mưa sớm. 3 giờ trễ về sau đi. Mưa sớm ổn dữ lắm luôn. 3 giờ trễ về sau mưa đi, còn 3 giờ trễ về đây đừng mưa. Các bạn gần xa. Chào mọi người. Hôm nay sao nó mệt mệt cái đầu quá. Mệt mệt cái đầu quá 80. Nó nhức nhức, nó mỏi mỏi. Cái lá lốt nhìn hửi giống lá chanh quá đây. Nó có cái mùi lá chanh. Me là trái nhiều ngộ ha. Tăng bữa định trồng chanh thì sáng hỏi con chứ trong trong chị có ai bán, có ai trồng chanh nhiều không? Biết rồi đó. Mà hỏi trồng chanh làm chi không hiểu. Nó có mà ít à. Chắc là có một ít thôi chứ không hỏi nữa. Có, nó thì chẳng trồng 3-4 con chanh không? Không hỏi đang làm gì. Nó chẳng trồng 3-4 công nữa, chứ chuẩn bị cho ra trái. Ôi. Cái hầm có chút xíu mà dịch cái lỗi đó, dịch kích ỉa nữa mà có nước nhà, có nước đỡ. Mà nói chung ăn thịt dịch là dơ, nó không ở chỗ này nó cũng ở chỗ kia. Của thổ hoàng gì thổ lột cái đầu cho nó mát, đội với cái đầu có ngắn luôn. Nóng nước mày hôm qua hôm kia gì bên lúa nó lộn nữa hả? Mới đổi con lần anh em về à.
mát nên cái thành đầu giỏng đó, anh mới lấy đội tiếp. Sáng là đưa thằng Ben đi học, chiều về rồi ông Xanh ông ở nhà ông đi sao ông thấy cái nón, cái con về tới dần đi quay lại cứ lấy cái nón mà mặc tiêu lẹ thiệt chứ. Ghê dơ rồi, dơ mà hôm quên giặt, tối nay về nhớ giặt mới được. Cái con này nè, tin à, mà lại mà khoe cái nón kênh khoe nón nó nói không biết lấy của ai, thì cái ngồi kia nó lấy gì xanh lại giấu lột nón nhét vào áo lại, nó đi giấu trong áo đó, đó. Cái xanh hỏi ông Bảy, cái Bảy nó nói mới thấy nó đội đó đó, quay lại dòm thì mới xanh hỏi thì nói lúa nó mới đội rồi, thì quay lại dòm nó thì giấu mất tiêu rồi. Nó thấy xanh lại nó giấu hồn áo nó giấu rồi. Để lắm mà biết người đó là chủ của cái nón mà biết anh chậm mà cũng biết người chủ rồi sợ giấu không. Mùng năm tháng 10 là lay quay cái tới dầm tháng 10. Đám dỗ với nhà tôi mà tôi còn không nghỉ, tôi còn nhín thời gian cho tôi đi mà thằng kia nghỉ ngủ dữ. Thẳng đâu có đem quay được. Ở dưới nhà mình ai làm gì làm mình đi quay được, tới giờ ăn mình vô mình ăn. Thì cái kia ăn xong rồi về quay tiếp. Ăn thấy lần đó ăn xong đem ra giường nó quay luôn. Ăn xong về quay tiếp là mày cũng phải đi mà hết một buổi giờ đó. Dữ vậy? Nó là chết mẹ một ngày rồi chứ quay tiếp gì nữa. Nó chia dưới tao á, tao xuống dưới cái tao ngóng ngóng đó, hầu cái tao bỏ tao đi ra giường tao quay. Đó, cái tới giờ ăn kêu tao ăn. Thì một ngày đó thì cũng làm cũng được ba áo cũng đỡ. Cũng có. Ăn nó đát nữa làm gì cũng trễ chứ. Lô đãi khách Sài Gòn trước. Đãi khách Sài Gòn trước. Ta 9-10 giờ người ta xuống rồi cái lu bu lô đãi người ta, mình trễ. Khách Sài Gòn chú ăn trọng dữ vậy. Trễ. Đi đắng ta lần nào phải đi về cũng 12 giờ mấy 1 giờ xong mới về tới nhà. Sáng đi rồi. Chứ đâu phải như nó để cho ông Tám đi. Tám cũng đi đắng rồi phải không? Để mình ống đi được rồi. Nó bả đi làm. Quay ra về nhìn đốt ai biết được cây chanh. Không biết cây gì luôn. Không biết cây gì, y như cây rừng. Nguyên một đám rừng. Cây gì mà lá nhuyễn rồi nó xám xám vậy thôi. Cầm cái trái mà đưa lên thì nó viết chanh không. Ừ. 2 giờ 47 phút. Dư được mấy clip? Dư khoảng 50. Khoảng 50 đi luôn. Ngày 2 clip hả?
2 giờ 10 rồi được 2 clip. Chạy tới mỗi 3 giờ rước. Nhờ bữa nay có chỗ sạc pin rồi chạy chạy nó ngắn nữa. À, nó không đi đâu xa cho nên nó không mất thời gian. Mình chạy cộng cộng đi cũng hết 10 phút rồi. Mình đó mình lo bộ dài dài đó, mình tắt vô đó mình sạc pin mình quay ra. Có chỗ sạc pin gần nó luôn, sạc ké đỡ. Nó mấy bà này tự tiện như là chỗ người ta cái ghim nó sạc luôn. Mình lại không hỏi tiếng nào hết. Đời là như thế đó, có ai hiểu cho. Tê chân quá rồi cả nhà ơi. Ai thích là mít Thái. Mít Thái là mai thịt. Mai thịt là mít Thái. Chào tạm biệt mọi người nhé. Mình tê chân quá rồi cả nhà. Mình ở đây mình cũng có mít Thái nữa nha mọi người. Mít Thái của mình không thấy được rõ, thấy được có hai cái chót ở dưới nè. Đó. Cây gì cũng có hết. Cây tạp. Cây thập cẩm đi. Thập cẩm. Hết rồi toàn nói. Tình là tình nhiều khi không mà có. Tình là tình nhiều lúc có như không. Tình chớ đi chưa từ lúc bên xe. Ăn tàu hủ thì mua tàu hủ, ăn nấm rơm thì mua nấm rơm. Mua bó và muốn khỏi tốn vậy hả? 2.000 đỏ á, ta ăn muốn đỏ tốt hơn muốn trắng, đỏ tự nhiên không phân thuốc gì hết. Bố cho muốn ăn tàu hủ rồi thêm bên tàu hủ, còn không ăn thì ăn nấm rơm, còn mấy thì nấu không đó thì mua con cá lóc thả vô. Ngàn bạc để với bà bán đồ rẫy đó, với bà bán đồ sống nó mua ngàn, nấu dư nồi canh luôn, bán một nạm nữa. Nấu đủ 4 món là ngon. Thơm, thơm đều. Có học hà hả? Dao lù là đủ hết trơn. Nó học hà không ngon. Ăn chay chỉ do muốn ngon. Khói thơm thơm nó để dài cộng cần vô. Chị cần tàu kìa.
đời bớt khổ mà. Chế nước mắm đi một ngọt đường muối vô. Thì con hay là cũng làm vậy đó. Nước mắm đổ vô, ngọt đường đổ vô. Xong rồi cái nấu sôi lên cái để nấm rơm vô. Làm cho bà Tư nấu cơm cho bà Tư chị bà Năm á. Ăn là làm cái gì cũng cử tỏi. Ba xài tỏi với củ hành hao dữ lắm. Bất cứ món gì. Ăn chay cũng xào cũng kho, kho cá, kho nấm rơm đồ là dùng tỏi thử trước. Gì cũng thử. Nấm rơm kho là khử nấm rơm. Xong mới nêm. Thử cá thì cũng phải thử khử tỏi trước. Xong rồi để cá vô, chở qua chở lại cho nó thấm dầu. Rồi mới ướp, chứ không có ướp trước. Ướp thì phải lường. Bao nhiêu muỗng đó, bao nhiêu muỗng đó. Làm kỹ, bà làm kỹ, bà ăn không có bị mặn. Bà lường đúng đó, là đâu có mặn. Rồi cái làm trà bông thì cũng lường nữa nha. Bà là nửa tháng là ăn keo trà bông đó. Ừ. Con làm chứ ai làm. Cá, cá lóc. Bà trà bông ăn với cháo bịch. Sáng bữa nào cũng quất nửa bịch cháo bịch chứ. Ổng mua nuôi. Mua hai con, khi ba con rồi lấy cái đầu cái mình không à. Lúc nào cũng muốn ăn đầu thì lấy cái đầu nó bên chua. Từ cái cổ dễ xuống đó. Rồi bắt đầu luộc. Luộc dẻ. Trà bông đó là gần cả tiếng đồng hồ. Nửa tháng làm lần, nửa tháng làm lần. Bả là cổ thằng dớ xương. Dẻ cá vậy. Ừ. Bả tự bả gỡ luôn. Gỡ ra là mình chà. Có khi con gỡ, có khi bả gỡ. Con gỡ thì đôi khi con lấy xương, còn bả gỡ bả không lấy xương. Tới đại hả? À. Bà lường bao nhiêu nước mắm, bao nhiêu đường đó, bao nhiêu bột ngọt đó. Tỏi, phơi tỏi với củ hành là làm lấy một lần một nắm vậy đó. Còn ăn rau luộc đó là hay ăn đọt đọt mướp, bông mướp á. Bông mướp với bông bí. Ăn chay là ăn mấy cái món đó, đó thường. Không. Giờ mình nó làm biến vụ đó. Ra chợ ngoài là có rồi. Cái nỗi mà rau củ mà sao rét nó gọt sẵn, nó trắng sẵn luôn. Nhìn vô bà không muốn ăn mà nhìn cũng thấy thèm nữa ha. Củ dền, cà rốt rồi đó. Cũng cả đủ làm sẵn hết trơn. Mình không có thích ăn món đó nhưng mà mình thấy vô mình nhìn cũng thèm. Cái này uống mát lắm rồi.
Cây này kêu người ta kêu cây sâm. Nó nghe sâm vậy đó. Đây cỏ này nhiều ha. Nó còn cái rễ chứ. Sáng mình đi tát mình gửi thôi nè. Chưa tới. Ừ, mình gửi mà mình thời gian mình không có mất nhiều vậy ha. 9 gửi, 10 gửi, 11 gửi, 12 gửi, 1 gửi, 2 gửi. 2 gửi thì 6 tiếng. 3 giờ 6 tiếng gửi. Không cắt cái gì mà không đổi một ôm như vậy. Sáu tiếng gửi mà có 5 clip hả, 5 màu à, cũng như cũng mất hết tiếng gửi rồi bà. Ừ, mình nghĩ vậy nhưng sao mà mất hết tiếng gửi dữ vậy ta. Ừ. Nhất 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 rồi đâu có ấy đâu mà sao mà sạc pin đó. Sạc pin cũng hết nửa tiếng. Chút chút cái chút chút cộng lại. Chào các bạn. Mình đi có 5 tiếng, 8 tiếng, mình đi có 5 tiếng, mình mất 3 tiếng. Mỗi một clip bà dư mười mấy giây, mười mấy giây. Giờ, lúc bà giờ máy rồi bà không có cố định liền được. Né, sửa, tùm lum hết. Ê, hút mất là mình bộn mà. Cái đứa này được 4 giờ, được 6 màu hả? Phải mà nó kêu mình quay quay một clip 1 tiếng rưỡi á. Ở đó ngồi hoài sao chịu nói. Tiếng giữ đứng hoài chắc mệt lắm. Mất thời gian. Như mình ngồi một chỗ mình hoài. Đứng thì đứng hoài. Chà đứng tiếng giữ giờ mình chắc sưng. Sưng phù luôn. Dừng về chắc sưng chân. Ngồi thì đỡ nha, mình còn xây chở được. Đừng thở mà bẹp rồi xuống mình xây chở được. Đứng là đứng một chỗ là chết luôn. Quay vậy chứ không có mất thời gian hết. Hai hai lít thấy hết 3 tiếng rồi. Mà không quay vậy chắc chán lắm bây. Quay vậy thì chán. Đứng một chỗ mệt vậy không có chán. Chào chị hay gì không biết luôn. Chị mặt kính mít rồi không biết chị hay gì. Kêu gì hay kêu chị đây. Dạ không biết kêu gì hay kêu chị. Tại che mặt kính rồi không biết lớn hay nhỏ. Dính liền luôn không? Dính liền luôn không? Đâu có danh dắt gì đâu. Bà
đâu, đâu là đâu, đâu là đây. Nó rụng dữ lắm, rụng. Nói gì nói ha. Xuống mương hết mớ. Ba chục ngàn một ký, một ký ba chục nghìn. Trồng me bán cũng êm, có người ta lại người ta mua luôn nguyên cây mình đỡ hái. Có được không chị Lệ? Với năm rồi có bán cây được mấy trăm ngàn, mấy triệu, hay mấy trăm vậy? Triệu hay triệu, triệu mấy vậy? Hay là bảy chín trăm gì đó, nó lại nó mua luôn hết trơn rồi nó tự nó hái. Không có cái hồng xã giao, không muốn xã giao với ai hết. Đời là thế đó, có ai hiểu cho tôi. Buồn 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 ngủ. Tự nhiên chắc này thèm cơm quá. Nó không có đói mà thèm cơm. Cái bữa mà tao dẫn con Lu đi về đó. Cái gì mà bữa đó về tao nói nó đói bụng rung hết trơn mày. Đi vậy? Ừ. Rồi tao nói gì đâu mà sao bữa nay kỳ trời, bữa nay làm gì mà đói rung dữ thần luôn. Xuống xe rồi là tao nhào vô tao bới cơm tao ăn liền á. Giống như đón từ sáng giờ vậy. Ừ, giống như hồi sáng giờ mà không có ai nữa. Đói rồi nó quá trời đói luôn. Đói rung luôn. Đói bụng dữ thần ôm. Chạy theo bà còng còng luôn hả? Ừ. Thế con ngoái là giờ kiếm con không ta? Đầu đợi nha, đợi con nửa muốn đi mà nửa muốn không. Coi con có gì không, con đề máy cái nó mới giọt đó. Kia đi trước, con kia đi trước đi, cái mà con đề máy cho nó giọt theo. Ở đó ngồi xe quen thả lên xe nó ngồi được. Cái con khác nó đòi đi theo, ngồi quen là thả lên là nó ngồi đi tới đâu cũng đi được. Ôi. Gầm kiếm coi như đường đi là sao. Quay qua này, quay qua kia. Hai cái tay trước để con, mấy con của người ta chở thường đó, nó ngồi trong góc trên yên xe sao đó. Ngồi sao, ngồi dính chân hả? Ừ. Còn ngồi đứng ở trước thì dịnh hai cái tay lên.
đó mấy người yêu chó không chở được, cái con là không có yêu. Con gà đẹp quá ta. Đây chân quá mọi người ơi. Giống giống không phải không? Cái bữa đó mấy trái à? Bữa đó có mấy trái. Giờ này chồng cái gì cũng có ăn thôi. Chồng đi ăn chứ không phải chồng đi bán. Câu dưa đủ chà chôm. Câu dưa đủ xài sung. Muốn ăn cái gì cũng không có thiếu. Chào các bạn gần xa. Các bạn ơi, tê chân quá các bạn ơi. Không cho dư, vừa xài không dư. Năm rồi con cúng cúng vô thừa bà Diệu, bà chỉ cúng cái gì chuối cao. Hồi nãy chuối đó tượng trưng cho cái bàn tay đó, người Bắc đã cúng cái bắp vừa cái dưa leo cái củ hoa. Còn gì nữa không ta? Còn gì nữa không quên. Giờ tiền vàng chứ không có là vàng rồi, để vàng không có là tiền. Để 500-700 triệu gì đó, để nhiêu để. Thừa. Cầu con gà tre chạy nắng thấy cưng không? Mà của người ta nói nghe hay lắm mà mình không biết, mình quên không kết nối hay là sao? Quên. Nói ông đó ông cúng chuối với bắp củ qua dưa leo nó dần nhưng mà mình không nhớ được nó là cái gì. Qua leo qua khổ hết ta nói dần đó mà mình không biết được nói. Leo qua bắp rồi gọi là gì không biết.
có bốn thứ rồi tiền nữa. Năm rồi để vàng nữa cũng được, là sáu luôn cũng được. Cái đó là người Bắc cũng đó. Người ta không thích nói chuyện, thích nói chuyện với người lạ. Tinh ba không thích nhiều chuyện, nói người kia là như là không biết, không cho mình biết là nói nhiều chuyện, nó nghĩ mình không nghe. Dơm dơm vậy mà. Giờ ra hỏi nè, cái này nuôi gà đá hay gì giống đẹp đẹp. Dạ quay cảnh đẹp vậy nhưng mà đưa vô máy đẹp lắm cô ơi. Mình nó nhìn, mình nhìn đơn sơ thì nó không đẹp, nhưng mà đưa vô cái màn hình này nó đẹp. Cảnh tự nhiên, thiên nhiên. Dạ, mình ở quê nhà cảnh âm u vậy đó. Người ta ở thành thị người ta không có. Mấy người ở thành thị người ta không có nên người ta cần tìm. Cảnh độc và lạ. Vì người ta quản thúc thôi. Bà không đi hỏi mà bà không dám hỏi, bà chưa chắc ăn. Hỏi ra hỏi ngoại kỹ rồi mới vô hỏi lại. Chứ muốn biết kỹ càng công việc đó rồi mới hỏi. Nhắc lại con người trẻ trẻ đó nhóc, gặp hai ba người rồi. Cô hỏi ông nãy không hay người khác? Người khác cô. Cũng già mà trẻ hơn ổng. Cũng già rồi mà trẻ hơn ổng. Ổng nói dễ chịu nè. Không biết gì hỏi con cái rồi xong. Thoải mái tự do. Bà làm đó. Ngồi vĩnh cái cây người ta hỏi chốc chốc vậy. Mũi cái cắn chết luôn. Con nãy bẻ nhánh khô nãy giờ nè. Đi vườn mà biết mặc quần đen. Ô cái thằng nó mua chuối.
thằng nó đi mua chuối. Chú già chú sim gì đó, nó gặp rồi nó ghé lại nó hỏi. Mua ép về vú, về ngâm thuốc. Lần này hình như trên chợ quán gì vậy? Hồ nước ngâm cái nó chín. Tạm biệt cả nhà. Chưa. Cái nữa. 40 phút rồi. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Nhiều niềm vui. Mọi người ơi, cả nhà ơi, chào tạm biệt cả nhà nha. Các bạn nha các bạn. Các bạn nhìn cái vườn đó. Cái vườn u ám không mọi người. Bữa này bưởi da xanh. Dôi trái nó màu vàng. Và đụng một hồi nó rụng cái chân người ta đó. Đây là cái hạnh cả nhà. Mọi người ăn mọi người. Chính mọi người. Đây là hạnh cả nhà ăn chậm mọi người. Ủi nè, bữa da xanh nè mọi người thấy không? Phải mời cái bờ hạnh của ta là ảnh mới trồng ba cái xã là hạnh tốt. Hạnh nè mọi người, mình thấy hạnh nè. Đây là trái tắc nha cả nhà. Tốt quá. Tốt quá nó lép. Vườn này mai quay nữa được không? Đây nói còn nhiều nữa không? Khỏi đi đâu cho xa. Ghim sạc chút xíu thôi rồi. Chiều nay mời mượn cục sạc. Cục sạc. Mấy cái cốc bự quá, cái cốc nó ngon quá. Chút là mấy cái cốc nó ăn thôi. Hành ti. Há gì tới. Trên mỗi người ơi là mỗi người ơi. Cả nhà cơm chiều rồi mọi người nấu cơm chưa? Mới nhóm mình bao giờ mới kiếm bao giờ đều đẹp không? Không có bự, không có mướp. Cái nào cũng... được có hai ba trái bự, hai ba trái nó mướp. Nó không có tròn, nó không có đẹp. Một chừng ba trái đó mà nó được hơn mấy cái trái mà lẻ lẻ. Ừ, trên đó đựng trái nữa kìa. Ba trái vậy mà nó tròn.
trên. Nhánh khô trên. Nhánh khô đó. Ừ. Nhánh khô mà nó khô nó chết khúc mà còn được hai trái như cuối cùng. Hai trái rồi khúc nó còn sống, hai trái nó nuôi được. Khúc ngoài nó chết thì trong nuôi được hai trái. Trái này lẻ lẻ thôi mà nó không có bóng gì chứ. Nó không có đẹp à con ơi. Đứt dây điện rồi. Tại sao đặt nó là chú già? Tại sao kêu là chú ngự? Mà tại sao gọi là chú sim, rồi chú cao, chú sáp bị tùm lum hết? Tại sao không? Ngày nào cũng 5 cái thôi chứ không có nhiều phải không? Ngày nào cũng chỉ có 5 mà thôi. Năm mà thôi cả nhà ơi. Chồng thì bỏ đó chứ có hái là chín góc trên đó. Chanh lúc này mắc lắm á. Nó cháo của dì mự. Mặt đi trang mặt vào. Ngon buồn vậy là thấy có tiền rồi đó. Bởi nhắm nãy nha. Nhắm nãy mua đâu có nhiêu nãy. Vậy bán ký lại nó mất. Một màu nữa. 3:50. Có vòng vòng nữa không mà đừng màu nữa. Bởi vì nhà nào nó cũng không có chuyện này cũng chuyện kia nè, nó cũng chắc chở. Ồ, chuối nó bự rồi. Chắc chở chục chặt. Tối luôn rồi. Chuối chen. Chuối trái đẹp ha. Trái bự mà cái nó không đẹp. Bị đen. Tình tính tan là tan tính tình. Tan tính tình là tình tính tan. Dòm gì mà dòm hoài bà già ơi. Bố một túi nó bán trên 200 ngàn. Rồi, chín đi trời, chín xe. Xe mà, ủa chú đi sát á. Bố bộ nó hơn 200. Bán cho người ta hàng hay là anh mua? Bố bộ là hơn 200 đó mà. Không bán luôn nha. Là cái nãy đó 10 ngàn hả? 2 ngàn là nó 2 ngàn
người ta bán nãy nãy là 10.000 mấy ngàn nãy. Buồn nào cũng chín chứ. Có cái buồn cầm tay đó, buồn nó xấu quá. Đen thù lùi. Ấm da túc mà vườn. Xấu quá, mình đi về. Tạm biệt. Tạm biệt, con mới có 47 giây hả? 50 rồi. Còn 10 giây nữa. Tạm biệt bà con cô bác gần xa. Mẹ chim cho mẹ đứng mà ngó ngó bà. Mẹ là